Bùi xin mến chào các anh chị và các bạn. Trong video trước, Bùi đi một đoạn đường từ ngay chỗ chợ Phú Mỹ đi tới đây là một binh ngay chỗ thị trấn Mỹ Phước. Thì bây giờ trong video này chúng ta tiếp tục hành trình đi từ thị trấn Mỹ Phước đi tới chợ Tháp 10. Thì từ đây tới đó khoảng 40 km. Phía trước mặt chúng ta là Bùng Binh, chạy thẳng đi Đồng Tháp, rồi phải đi về quốc lộ 62 Long An, rồi trái chúng ta đi về quốc lộ 1A đoạn gần Cai Lậy. Và bây giờ thì mời các anh chị các bạn mình đồng hành cùng Bùi.
là thấy có con chim nó bay qua, thấy nó là lạ.
trên nghĩa trang có một tượng Phật Quan Âm rất là to. Mới đầu mình tưởng cái tượng Phật Quan Âm đó ở chùa, nhưng mà nhìn kỹ lại là nghĩa trang. Thank you.
bờ sông đó, có những cái ghe tới chuyển hàng lên ghe luôn. Thì Kiên Bùi đang đứng ở ngã tư Mỹ Phước Tây. Chúng ta có các con đường như sau. Thì nếu mà chúng ta rẽ bên phải, chúng ta sẽ đi về quốc lộ 62. Rồi chúng ta quẹo bên trái thì chúng ta sẽ đi qua chợ Mỹ Phước Tây. Bây giờ thì chợ thẳng thì chúng ta sẽ tiếp tục con đường đi tới Đồng Tháp 10. Tới đây thì Kiên Bùi cũng xin kết thúc video đi đoạn đường ngắn từ thị trấn Mỹ Phước tới Mỹ Phước Tây trên con đường tỉnh lộ 865 hướng đi về Đồng Tháp 10. Cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video của Kiên Bùi. Xin hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.